Chị ơi, yêu nhau thì có nhất thiết phải làm chuyện yêu không ạ? Khi yêu nhau thì không nhất thiết phải làm chuyện yêu đâu. Bởi vì khi mà mình không có đủ những kiến thức, kỹ năng và độ an toàn thì làm chuyện yêu nhiều khi còn nguy hiểm hơn đấy nhá. Nhưng mà có thể là sẽ có nhiều bạn trẻ suy nghĩ rằng là cái thời buổi này á, là cái thời buổi gì rồi mà yêu nhau không làm cái chuyện yêu thì chắc chắn là cái tình đồng đội hoặc là cái tình đồng chí thôi. Nên chị á, cho em một cái lời khuyên trước khi mà hai bạn quyết định làm chuyện yêu nhé. Thứ nhất đó là hai bạn hãy nói chuyện với nhau để hiểu rõ cái nhu cầu của đối phương. Nếu không đến cái lúc mà lâm trận ý, thì sẽ thất vọng hoặc là cả hai đang gặp trục trặc về vấn đề về sinh lý. Thứ hai đó là một điều rất là quan trọng, đó là luôn luôn dùng các biện pháp tránh thai an toàn như là bao cao su để giúp cho mình gọi là an toàn cũng như là phòng tránh thai nhá. Đây là điều rất là quan trọng đối với các cặp đôi. Bởi vậy khi mà yêu nhau nồng cháy, đôi khi không kìm hãm được lý trí lại gây ra những hậu quả không mong muốn. Các cặp đôi hãy lưu ý điều này nhé.